Tập 13. Tiểu thư, người bôi thuốc cho tam công tử trước để em ra ngoài canh. Em ra đi. Tử Kiến, ta đi lấy cơm cho chàng. Chàng sao vậy? Sao không nói gì? Khó chịu chỗ nào phải không? Nói đi. Ta... Sao vậy? Nhớ nàng. Chẳng phải ta nói với nàng rồi sao? Ta nói ta nhớ nàng. Sao nàng lại không nói gì nữa? Ta nhớ nàng. Chàng nói linh tinh. Sao vậy? Thấy đau chỗ nào phải không? Đau chỗ nào sao? Suýt thì quên mất, ta mang thuốc cho chàng này. Ta chỉ muốn ôm nàng như vậy thôi. Thật không ngờ con người của chàng là dẻo miệng như vậy. Thiệt tình, ta nói thật mà, ta nhớ mực tỷ thật mà. Ăn cơm đã. Ăn cơm xong ta bôi thuốc cho. Thuốc này có thể giúp chàng giảm đau. Ta tranh thủ Diên Hy ngủ rồi mới đến đấy. Không thể nán lại lâu. Nào. Sao vậy? Ta bị trói suốt cả ngày, cả người mất sức. Ta bón cho chàng. Được thôi. Không ăn nữa mật tỷ. Hoạn nạn mới thấy chân tình. Biết ơn sâu sắc bậc quần hoa. Mong sao thuận lợi thác tai kiếp. Sớm ngày cùng đàn nên duyên. Không chia lìa. Nhớ lại chuyện này tâm sầu muộn. Làm sao giúp Tử Kiến qua ải khó khăn. Chân mực sống chết đều không quán. Chỉ cầu Tử Kiến được bình an.
Kiếp này đã có tiên trong mộng. Chỉ nguyện nên duyên vợ chồng. Nếu kiếp này khó mặt đối mặt, chỉ nguyện cùng đến Nại Hà Thiên. Nại Hà Thiên. Lời tự kiến nói quá hoang đường. Há phải đường đường phận nam nhi, trái tim chân mật sẽ không đuổi. Đời đời nguyện vì cây liền cành. Mật tỷ thật sao? Tiểu thư, kỳ thay ca tới rồi. Mau đi thôi. Chúng ta phải đi. Nếu để bị phát hiện sao hỏng việc mất. Nào mau đi đi. Tự kiến, canh gà chàng tự ăn đi. Ta và Tử Yên sẽ tìm cách cứu chàng. Nàng yên tâm. Tiểu thư, mau đi thôi. Ta không tin người có thể tự dưng biến mất. Sai bọn chúng tìm, dù có lật tung cả ngọn núi lên cũng phải tìm bằng được cho ta. Rõ. Khoan đã, nếu như không tìm được, người cũng khỏi cần về nữa. Thần tuân lệnh. Trần Lâm khấu kiến chúa công. Tiên sinh mau đứng lên. Đa tạ chúa công. Tiên sinh ta đang định tìm ngài, không ngờ tiên sinh lại đến. Chúa công vì chuyện của Tam công tử phải không? Chính vì chuyện đó, tiên sinh ngài có kế gì hay? Thần nghĩ Tam công tử chắc hẳn là bị dư nghiệp tàn đảng của Diên thị bắt lại rồi. Bây giờ Diên phu nhân và số nữ quyến đó đang ở trong tay chúng ta, cho nên thần nghĩ đám dư nghiệt tàn đảng kia sẽ không làm gì Tam công tử đâu. Nhưng mà chúa công đang e ngại điều gì sao? Vừa rồi ý của bổn tướng quân là dù Diên phu nhân đang ở trong tay chúng ta, nhưng chúng ta lại không thể chắc chắn thực như vậy chân mật liệu có rơi vào tay chúng hay không. Đúng vậy, kẻ địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng.
Và lại chúng ta cũng không biết lũ dư nghiệt tàn đảng kia đang ẩn náu ở đâu, nên rất khó cứu được hội Tam công tử. Hay là như vậy đi, ngày mai thần sẽ xuất thành, mời Dư tiên sinh và Thôi tiên sinh, một là có thể hoàn thành việc chúa công phó thác, hai là hai người túc trí đa mưu, có thể nghĩ ra cách cứu Tam công tử. Tốt, tốt lắm. Vậy tiên sinh đi làm ngay đi. Dạ, thần nguyện san sẻ giúp chúa công. Thần xin cáo từ. Người đâu? Tướng vương có gì sai bảo? Truyền gấp qua hâm. Rõ. Tướng vương, không phát hiện trong rừng cây phía trước, đi tìm tiếp đi. Rõ. Tướng quân không tìm được chân cô nương ở phía trước, vậy còn không đi tìm đi. Sao? Lạ quá, sao ngay cả Vô Ngôn cũng không tìm được. Nhị đệ truyền tin tức về, nó không hề có ai sống trong núi này. Ta nghĩ kẻ bắt cóc Tử Kiến và chân cô nương chắc chắn còn trốn ở trong núi này. Thông thạo nơi này như vậy, chắc chắn phải từng sinh sống ở đây. Không lẽ là Diên Hy? Chân Nhi, đêm qua nàng ngủ có ngon không? Cũng được. Để chúng ta về đến U Châu sẽ thành thân ngay. Lần này có nói gì ta cũng sẽ không thả nàng đi nữa. Nhưng chẳng phải ngài nói trước mắt chưa thể phá dòng dây sao? Binh sĩ của Tào quân canh ở các nơi dưới chân núi, đúng là trước mắt chưa thể phá dòng dây. Nhưng mà càng kéo dài, chúng ta sẽ càng bất lợi. Ta nghĩ canh ba canh tư sáng mai, chúng ta phải nhân lúc Tào quân canh phòng lỏng lẻo xông ra. Nhưng mà vị công tử, vị công tử cái gì? Ta là cô gia của ngươi. Dân cô gia. Nhưng mà chúng ta đông như vậy, làm sao đi nổi? Còn không đơn giản sao? Khi nào xông ra thì chúng ta chia ra đi, về đến U Châu thì hẳn hội ngộ. Vậy con trai Tào Tháo thì sao? Giết chết hắn. Giết hắn trước khi chúng ta đi. Đừng lên tiếng, mau. Tử Kiến, Tử Kiến, mật. Đi theo ta, mau. Thank you.
Nhanh lên. Nào, cẩn thận. Mật tỷ. Hóa ra chúng ta ở đầu kia của kẻ đá này. Ở đây mọc nhiều cỏ dài như vậy, bảo sao không ai tìm được căn nhà cỏ đó. Mau đi đi, nhân lúc chưa ai phát hiện. Mai. Từ từ thôi. Đứng yên. Đứng lại. Đứng yên. Diên Hy, ta giỏi lắm. Lúc họ nói với ta, ta còn không tin. Ta cố tình dùng lời lẽ để thử lòng ngươi. Thật không ngờ ngươi tiện nhân này. Tiện nhân. Tiểu thư, bậc tỷ. Tiểu thư tránh qua một bên. Diên Hy, đánh phụ nữ, đánh mặt anh hùng sao? Có giỏi đánh ta này, đánh ta đi. Bỏ ta xa, biết điều một chút. Ta không chỉ đánh ngươi. Tự kiến, Tam công tử, ta còn phải giết ngươi. Nay ngươi đã biết bí mật của ngôi nhà cỏ này, biết điều giàu thì ta không tha cho ngươi được. Tự kiến. Mật tỷ. Mật tỷ. Mật tỷ à. Tiểu thư. Tiểu thư. Nàng tỉnh lại đi. Mật tỷ. Tỉnh lại đi. Mật tỷ. Tiểu thư à. Mật tỷ. Người to gan thật đấy. Đồ vô sĩ. Lẽ nào ngươi không sợ chết thật sao? Tốt nhất cứ giết ta đi. Bằng không muốn nợ ngươi làm mật tỷ bị thương, ta nhất định sẽ đòi lại. Lão phu nhân còn đang nằm trong tay của họ. Tiểu thư, khốn kiếp, giải hắn xuống cho ta. Dân, đi mau, mau, giải hắn xuống. Bỏ ta xa, mật tỷ, mật tỷ à. Mật tỷ. Chân Nhi, Chân Nhi à, Chân Nhi. Người đâu? Có, nhiều tiểu thư vào phòng, nhanh. Dạ, vị công tử. Thần Trần Lâm tội đáng muôn chết, phụ sự phó thác. Nhưng vì đại nghiệp phục thành, không thể không nương thân hầu giặc. Nghe nói vị công tử đã bắt được Tào Thực, nhất định phải giết ngay, làm Tào Giang đau lòng. Lão phu nhân chắc đã bị Tào giặc giết hại, nên gặp người của Tào Tặc. Có một giết một, có hai giết hai. Thiếu phu nhân thấu hiểu đại nghĩa, nay về bên nhị công tử thì nên trân trọng. Từ nay thần sẽ giữ liên lạc với nhị công tử, đồng thời mong nhị công tử dứt bỏ thành kiến, cùng đại công tử Diên Đàm, tam công tử Diên Thượng hợp sức phục thành, mới có tia hy vọng. Thần Trần Lâm bách bái.
Ta sẽ tận dụng thời cơ đi gặp Thua Diễm, mang thư về mật thất, còn truyền tới tay Nhị công tử. Hoa đại phu, ngài đã đến bao lâu rồi? Ta vừa định gõ cửa thì Trần tiên sinh đã mở cửa ra. Hoa đại phu có việc gì không? Ta Hoa đại phu mời vào. Trần tiên sinh không cần quá đa lễ, ta phụng lệnh của chúa công đến đây mời Trần tiên sinh vì Thô tiên sinh đã tới. Hoa đại phu, vậy xin mời. 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 Gia quyến đã ăn bài ổn thỏa. Thôi Diễm, Dương Tu cùng vào phủ. Thôi Lệ theo thúc thúc cùng vào. Tào Tháo bụng dạ nảy sinh ý đồ. Tào Tháo bụng dạ nảy sinh ý đồ. Thôi tiên sinh, Dương tiên sinh, hai vị đã thu xếp ổn thỏa cho gia đình chưa? Bẩm chúa công, Thôi Diễm đã xong hết mọi việc riêng, và là cháu gái Thôi Lệ cũng đã theo thuộc hạ tới. Cháu gái mau bái kiến chúa công đi. Thôi Lệ bái kiến chúa công. Được rồi, được rồi, mau đứng lên đi. Thôi tiên sinh, Tào Mẫu đã báo lên thiên tử bổ nhiệm ngài làm biệt giá. Đa tạ chúa công. Dương Tu, có Thảo Dân, ngươi tài trí mẫn tiệp, văn chương xuất chúng, bổ nhiệm ngươi làm chủ hộ. Đa tạ chúa công. Thôi cô nương, có Dân Nữ, nghe nói cô mồ côi từ nhỏ, được thúc phụ nuôi lớn. Đây thúc phụ cô vào Tào doanh ta, cô có bằng lòng vào phủ bầu bạn cùng lão phu nhân không? Dân Nữ bằng lòng, đa tạ đại tướng quân. Tốt, tốt lắm. Thần tham kiến chúa công. Miễn lễ, đa tạ chúa công. Tiên sinh, ngài xem, Thu tiên sinh và Dương tiên sinh đều tới rồi. Bái kiến Thu huynh, bái kiến Trần huynh, bái kiến Dương Tu, bái kiến Trần tiên sinh. Xin hỏi chúa công, tại sao không thấy Tam công tử? Bổn tướng quân đang phiền não vì chuyện này đây. Tào Tháo lần lượt nói rõ nguyên do. Gia nhân lo lắng, lòng sầu muộn. Thương tích chất chồng, khổ sở thay. Tính mạng tự kiến.
Đi. Chết đi. E sắp phải mất. Miệng nôn máu tươi, bệnh trầm trọng. Thương tích bệnh tật, không đau bằng tim. Nhớ thương mật tỷ tình vẫn đưa. Chết cũng phải gặp nàng một lần. Mất quá nhiều máu, dung nhan tiều tụy. Yếu ớt mong manh bước loạn choạng. Tiểu thư nên nghe Tử Yên khuyên một lời. Bảo toàn ngọc thể trước tiên. Tự kiến sống chết còn chưa hay. Ta há có thể không chao mày. Muốn gặp công tử nào có dễ. Lính gác ở ngoài há chịu rời đi. Tiểu thư, người đau không? Chân mật không cầm được, lệ dâng trào. Khóc hòa lo cho Tử Kiến. Nếu chàng vì ta mà gặp bất trắc, chân mật cũng không sống một mình. Tiểu thư,
Hay, hay thật. Tránh ra đi. Nhìn khuôn mặt này của ngươi, thần thánh như vậy, thuần khiết như vậy, siêu thần như vậy, không ngờ lại là thứ tàn qua bại liễu vô liêm sỉ. Tránh ra. Ngài nói năng tôn trọng một chút. Tiểu thư nhà ta và tam công tử hoàn toàn trong sạch. Trong sạch. Hôm nay ta cũng muốn xem số của cô ta có trong sạch hay không. Tránh ra. Ngài đừng lại gần. Hôm nay ta sẽ tự tay kết thúc. Đừng. Em làm gì vậy Tử Yên? Tiểu thư, ngón tay Tử Yên có thể đứt, nhưng người tuyệt đối không được tự giận. Tiểu thư, tiểu thư, có người đột nhập. Canh chừng chúng cẩn thận cho ta. Xỏ. Ta không sao. Đứng lại, không được chạy. Đứng lại mau, mau đuổi theo chúng. Đứng lại, đứng lại, không được chạy. Đứng lại, không được chạy. Đứng lại, đứng im. Giết cho ta. Bắt hết chúng lại, không còn biết sống chết, đuổi theo. Đứng lại, đuổi theo. Mau, đứng lại. Đại công tử, sườn cây phía đó hình như có người xô xát. Chẳng phải ngươi nói qua đây không có hộ săn nào sao? Ta nghĩ chắc chắn là tam đệ. Đi theo ta. Đi. Đứng lại, đứng lại. Không được chạy. Nhanh. Không được chạy. Xem các ngươi chạy đi đâu. Giết cho ta. Lên. Come on.
Tam đệ, đệ không sao chứ? Đệ không sao, đại ca. Mật tỷ, e là Diên Hi sẽ giết nàng ấy mất. Chân cô đưa đang ở đâu đó mau. Đại ca, đại ca, quên nghe đệ nói. Trên vách núi trước mặt có một kẻ đá, xuyên qua trong đó, trong rừng có một ngôi nhà cỏ. Đó chính là nơi mật tỷ đang ẩn náu. Được, Tào Trinh, mau giải quyết hết bọn chúng. Rõ. Vô Ngôn, đưa Tam công tử về, ta sẽ cứu chân cô nương ngay. Tiểu thư, người có sao không? Đi, chúng đuổi tới nơi rồi. Đi mau. Nhà khẽ tay thôi, tiểu thư. Tiểu thư, nhanh. Tiểu thư, chưa cô nương. Chưa cô nương, đại công tử. Thật tốt. Tiểu thư, quá ra thê tử của Diên Hi này và Tào Phi cũng có. Ý miệng. Diên Hi, mau thả chân cô nương ra. Ta quyết không làm khó ngươi. Muốn thả cô ta, đừng hòng. Không được tới gần. Còn dám tới gần, ta giết chết ả. Đừng mà. Tránh ra. Ta để ngươi đi. Nhưng nếu ngươi dám làm hại chân mật, thì ngươi có chạy tới chân trời góc bảy, Tào Phi ta cũng sẽ phanh xác ngươi ra. Bớt lôi thôi đi. Tránh đường. Tránh ra. Tiểu thư. Đi. Tiểu thư. Tặc tử, mau đập mạng đi, lên. Không được tới gần mà không ta giết chết ả. Đứng yên. Để bọn họ đi. Đại ca, ta nói rồi, thả họ đi. Nghe thấy gì chưa? Tránh đường đi. Đi, tránh đường. Diên Hi, ta cảnh cáo ngươi thêm lần nữa. Nếu ngươi dám động một sợi tóc của chân cô đương, Tào Phi ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Đi, đi. Đại ca, phụ soái dặn. Ta biết. Phụ soái nói nhất định phải cứu chân cô nương về, đúng không? Ta sẽ đi ngay. Đại ca, để đi cùng với huynh. Không cần, đông người lại thành dướng díu. Tử Văn đã đưa Tử Kiến về chưa? Đệ đã sai Tào Hưu đưa về trước rồi. Được, đệ cũng về đi. Chuyển lời phụ soái. Nếu như không cứu được chân cô nương, ta vĩnh viễn không về Nghiệp Thành. Mời. Mẫu thân. Dân nữ Thôi Lệ bái kiến phu nhân. Thôi cô nương, không cần đa lễ, mời đứng lên. Đa tạ phu nhân. Mẫu thân người xem, Thôi cô nương xinh đẹp nết na, ôn tồn còn đa lễ, quả là một cô nương đáng mến.